Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục về được một lô máy phát điện thì em lại lên cho quý các bác anh chị các bạn nhá. Đây. Đấy, hôm nay bên em về lô máy phát điện này thì được tổng là 6 con các bác nhá. Bao gồm là 5 con giật nổ và một con đề các bác nhá, một con đề. Đó. Thì các bác có nhu cầu về các cái dòng máy phát điện này thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn cho các bác nhá. Đó. Bên em thì ship hàng toàn quốc các bác nhé. Đấy, riêng máy phát điện này thì các bác phải cọc 500 thì bên em mới chuyển hàng. Đấy, nhận đến nhận hàng, test tải ok thì các bác thanh toán nốt cho ship. Đó, còn hàng này là hàng nặng cho nên là phải cọc thì bên em với vận chuyển, còn không cọc là bên em không vận chuyển các bác nhé. Đó, thì đây, đầu tiên là em lên cho các bác cái con Yamaha. Đây, máy của nó là máy OHV các bác nhé, Yamaha. Đấy, máy OHV. Con này thì bên em đang xả thanh lý cho các bác là con này là chỉ có 4 triệu thôi các bác nhá. Đó, 4 triệu con này. Đấy. Con này em đang bán là 5 triệu nhưng mà hôm nay thì bên em xả thanh lý nốt cho các bác là 4 triệu các bác nhá. Đó, 4 triệu. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác con Shinewa. Con Shinewa, máy móc các thứ còn rất là zin ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Đấy, Shinewa 2006 này. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 7 triệu một con. Giá nó bao gồm phí vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, 7 triệu một con. Đấy, dòng này thì em có 3 con Shinewa và một con Enzo. Đấy, con này trước em đang bán là 8 triệu đây. Đấy, thanh lý nốt cho các bác 7 triệu hết. Đấy, con này cũng 7 triệu 6, thanh lý nốt cho các bác 7 triệu. Giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Giá bao gồm phí vận chuyển luôn. Đấy, các bác lấy thì gọi điện Zalo, em sẽ quay chi tiết, test tải test tiếc cho các bác ngon lành. Ok. Cọc 500, sau đó thì các bác nhận hàng, nhận hàng thì các bác lại test tải tiếp. Đó các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là con này là con vừa đề vừa giật các bác nhá. Con này thì vừa đề vừa giật luôn. Máy móc cực kỳ là ngon luôn. Con này thì bên em đã sơn lại thành vách cho các bác. Đấy, máy thì thành vách nó hơi bị kém tại vì là dòng máy ngoài trời, nhưng mà ngoài trời thì sử dụng rất là ít. Máy công trình mà, thi thoảng nó mất điện thôi. Con này nó mới chạy được khoảng đây. Đồng hồ giờ vẫn còn này, 970 giờ. Tức là của nó là 970 giờ thì con này tương đương với chạy khoảng 30 ngày. Khoảng 30 ngày các bác nhá, chạy khoảng 30 ngày thôi. Rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá, đây. Máy móc các thứ còn nguyên luôn các bác này. Đó, máy móc các thứ còn nguyên luôn. Rất là đẹp luôn, máy sáng đẹp các bác nhá. Còn cái vỏ này thì bên em đã sơn lại rồi nhưng mà không vấn đề gì. Con này thì bên em đang thanh lý cho các bác là 10 triệu. Thanh lý cho các bác là 10 triệu các bác nhá. Đó, 10 triệu. Còn con này thì thanh lý cho các bác là 4 triệu này. Đấy, còn Shinewa và Denso, em còn 3 con Shinewa và một con Denso. Đều thanh lý cho các bác là 7 triệu, giá đã bao gồm phí ship các bác nhá. Đấy thì lô này bên em về được có tuần này thôi thì cũng thanh lý luôn cho các bác thôi để dọn kho các bác nhá. Em không chuyên cái dòng máy phát này cho nên là hôm nay em lên video thanh lý. Đấy. Thì cũng lên qua thông báo cho các bác vậy thôi. Còn bác nào có nhu cầu về con nào thì có thể kết bạn Zalo hoặc điện trực tiếp để bên em cho xem hàng, xem máy, sau đó thì mình ưng thì cọc tiền thôi. Đấy, mùa hè mùa bão gió đến nơi rồi. Đó thì đây em còn có 5 con này thôi. Thì lên thanh lý nốt thôi các bác nhá. Đó, xin chào lại các bác ở video lần sau. Em sơ qua vậy là lên video thông báo để các bác nắm được. Cái dòng này thì bác nào cần xem chi tiết thì kết bạn Zalo. Tại vì nó phải xem chi tiết đâu vào đấy thì các bác với ưng con nào thì mới lấy được các bác nhá. Rồi, xin chào các bác.